Rồi, là đây xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ miền Nam miền Bắc. Hôm nay em tiếp tục lên cho anh em là 8 cây cần. 8 cây cần này là 8 cây cần lua nha anh em. À, có cây số 1, cây số 2 là cần phíp, còn lại tất cả đều là cần carbon. Giá công khai của cây số 1, cây số 2 là 300k, phần còn lại là 500k đồng giá nha mọi người. Giá chưa bao gồm phí ship mặc định đối với cần bên em là 30k trên một cây. Rồi, đem vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Rồi, đầu tiên em sẽ vô cây số 1 nha mọi người. Cây số 1 là một cây lua. Vì clip này em sẽ lên toàn cần lua thôi. Đó, khá là ok, hàng còn khá là mới, không lỗi, không độ, không cháy. Phèn chả biết nó ghi cái gì trong đây, khỏi đọc hàng thường đi. Hàng China xuất Nhật nha mọi người. Phôi thì chả biết là phôi carbon ha, phíp nữa, báo giá phíp luôn. Đó, đây độ cứng là ML nha, độ cứng là ML là độ gì bát đây, bát thẳng. Cây này nặng là 150 g, đọt là 2,5 ly, độ cứng ML. Rồi, giá công khai cây luôn, giá công khai là 300k nha mọi người. Đó, một cây 2,1 m, giá công khai 300k. Đó, cây số 1. Hàng này là hàng xuất Nhật nha mọi người. Có tem này rõ ràng. Đó, hàng xuất Nhật thì chuẩn rồi, khỏi nói. Không phải như hàng trôi nổi ngoài chợ đâu. Đó, rồi, tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 em lên cho mọi người là một cây Abu. Đó, đây Abu. Đó, đây phen, đây phen bát ok hết, còn khá là mới, càng ok, càng này ok, không bị xước nhiều đâu, còn khá là mới. Đó, bát Abu, bát thẳng. Cây này thì rất là nhẹ, 100 g thôi, đọt 2,4 ly. Thông số cần á, đây em đọc thông số cần. Cần 1,8 m nha mọi người. Đó, độ cứng là L. Tải mồi từ 7 đến từ 3,5 g đến 8 g nha, từ 3,5 g đến 8 7 g. Đây. Vậy sẽ là từ 2 đến 8 lb. Hàng Abu. Hàng phíp nha mọi người. Đây hàng phíp, hàng carbon đó, carbon hàng phíp, nó phíp carbon này, phíp này phíp đỏ. Rồi, giá công khai cây luôn vẫn là 30k nha, 300k nha mọi người. Giá công khai vẫn là 300k. Giá ship là 30k. Giá ship cho một đơn là 30k một đơn. Đó. Giá cây cần là 300k. Và tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 là một cây hàng Ruby sản xuất tại tại Malaysia. Chiều dài là 1,98 m, hai khúc. Độ cứng cũng là độ cứng L nha mọi người. Đó. Nặng là 120 g. Đọt là 2,2 ly. Dạng phen ok. Đó. Phen này là phen Fuji nha mọi người. Đó. Xứ xám, chất liệu là carbon nha mọi người. Bát tà bát Fuji luôn nha. Đọc đây. Đó. Khá ok, hàng không lỗi. Rồi, giá cây này là 500k nha mọi người. Giá 500k. Độ cứng là L nha, không có thông số nào khác. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Giờ qua xích đây tí. Cây số 4 sẽ là một cây cần thương hiệu của Mỹ nhưng sản xuất tại Taiwan. Đây, một cây cần độ cứng là L, có chiều dài là 1,8 m để 3.
Đó, đây tải mồi từ 3, 4 đến 10, 14 gram, hàng sản xuất tại Taiwan, thương hiệu của Mỹ. Đó. Dàn phen rất là ok nha mọi người. Đây, phen ở đây. Đó, phen nó rất là ngộ. Đó. Cây này cây máy đứng nha mọi người, hàng hàng carbon. Bát là bát tay qua, bát hãng. Đây, máy này cần này là nặng 100 gram. Đọt là 2 ly. Hàng vin xin nguyên kiện không độ chế. Đó. Cần này khá là dẻo, khá là ok, lua ok. Cần này là độ cứng là lờ nha mọi người. Đó. Rồi, cây nguyện vẫn có giá là 500k nha mọi người. Đây qua 500k. Cái số 4. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 1, 2, 3, 4, 5. Số 5 nha mọi người. Một cây chi cho anh em tua suối. Hạt carbon sáng răng răng đây. Đó nha. Sáng anh em có thể nhìn thấy. Đó. Cây đảm bảo cho anh em là mới khoảng 95%. Dưới 95% trả lại. Cây này là 1m503, không biết nó lẻ lẻ gì chi không biết nữa. Hàng của Tsugumi nha mọi người, hàng nguyên zin nguyên kiện không độ chế nha. Đó. Hàng khá là đẹp, hàng bóng bóng xước xước, không có xước luôn. Phen là phen Fuji nha mọi người. Đây. Đó. Khá là ok. Cây này độ cứng là UL nha, thích hợp cho anh em đi lua ao, lua suối, đánh cảm giác, lua mực cũng được. Cây khá là nhẹ, cây này nhẹ là 90 gram. Đó. Tem nội địa, tem xuất Nhật nha mọi người, hàng Suzumi. Đó. Bát là bát Fuji. Đó. Đọt là đọt 1 ly 5 nha mọi người. Rồi, cây này vẫn có giá là 500k. Cái số 5 vẫn có giá 500k. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 6. Cái số 6, cái số 7 và số 8 là ba cây máy ngang nha mọi người. Đó. Rồi. Cây này là bát tay qua, bát của Gia Băng. Bát Gia Băng, hàng Anh Pha Tắc Cô. Hàng nội địa Nhật nhá. Độ tải mồi từ 1.4 đến 3.8 oz, lại là từ 8 đến 15 lb, action titanium là độ dừa nha, độ cái độ cong của nó là độ cong vừa. Hàng của Korea, thương hiệu của Nhật, hàng Korea. Bát là bát của Nhật nha, bát Gia Băng, hàng sắn gân quân. Hàng carbon sắn nha mọi người, hàng nguyên zin nguyên kiện. Đây, hàng nặng là 80 90 gram, tải mồi là từ 7 đến 10 gram, đọt là 2 ly. Tay cầm cán súng nha. Khá là ok. Phen là sở hữu dòng phen là full CC nha mọi người. Hàng là hàng carbon. Hàng còn khá là mới nha mọi người. Đó, hàng carbon khá là mới. Chiều dài cây này là 1m65. Đó. Rồi, giá công khai cây luôn, giá công khai vẫn là giá 500k.
Phí ship thì 30k cho một đơn hàng. 500k nha mọi người, cây số 6 500k. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 là một cây đai hoa. Carbon nha mọi người, cán 3 khúc. Hàng đời cao. Đây nét, đó, hàng carbon nha mọi người, sáng quăng đây. Phen là phen Fuji. Cây này 1m8, độ cứng MH. Hàng của China xuất Nhật nha. Tem bọng rõ ràng. Hàng đại qua. Cây cây máy ngang nha mọi người. Bát máy đại qua. Bát hãng đại qua. Cầm khá là ok. Cần 3 khúc 3. Căng mút 3 khúc. Rồi. Đây, em soi cho mọi người xem cây này, đảm bảo với anh em là phải mới tầm khoảng 95% ăn lên. Không được 95 gửi về. Không lỗi nha mọi người, không lỗi, không độ, không cháy. Đọt nguyên zin. Đó. Cần máy ngang. Rồi, giá công khai vẫn là giá 500k, cần carbon nha mọi người. Đó, carbon sẵn sẵn. Tiếp theo sẽ là cây cuối cùng, vẫn là cây máy ngang. Một cây cần hàng đại qua. Đó. Hàng hàng carbon nha mọi người, nhìn cũng thấy nó sáng này. Khỏi giới thiệu nhiều. Nặng là 101 g, 110 g, đọt 1,4 l. Carbon sẵn. Phen là phen Fuji nha. Đây. Mã code của nó đây. Hàng này sản xuất tại Thái Lan. Hàng Thái Lan sản xuất thì anh em chắc ăn. Độ cứng là ít. Khá là dịu. Đọc đây. Đó. Hàng nguyên zin nguyên kiện, không độ chế. Đây, các bạn sẵn. Phen Fuji nha mọi người. Đó. Thì hộ dạng phen Fuji. Rồi, cây này vẫn có giá là 500k. Không có cái thông số tải mồi nên em không có đọc. Tem nội địa, xem sức nội địa. Đây, tên cần đây, anh em có thể tra trên mạng. Rồi, đó là tổng cộng 8 cái cần em lên hôm nay cho mọi người. Đó, giá cả thì em công khai. Xếp một đơn hàng thì giá xếp mặc định trên cây cần là 30k. Giá đó, giá hỗ trợ ship cho anh em luôn á, giá ship chắc chắn sẽ hơn với giá đó. Rồi, cảm ơn anh em nha.